Chuyện gì? Chuyện gì mà la inh ỏi không cho ai nghỉ ngơi hết vậy hả? Đôi tôi khỏe, con bị đau nhức xương khớp toàn thây rồi. Con chưa già mà làm gì đau toàn thây, ghê vậy. Tất cả là tại chị Ốc Thanh Vân. Sao tại Ốc Thanh Vân chứ? Các bạn chú ý nha. Đúng đúng, các bạn đang làm rất đúng. Đây chính là tư thế của các bạn thường xuyên đi rình rập lén lút theo dõi người khác. Rồi, tới giờ thực hành rồi. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng nha. 1, 2, 3, phóng. Cố gắng lên, cố gắng lên. Các bạn phải cố gắng bám thật chắc vào, chứ không là nguy hiểm lắm đó. Bởi vì khi mà rình rập nhà người ta thì cái nguy cơ bị chó bét rê ruột chạy tóe khói là rất cao. Em chịu hết nổi rồi chị Ốc ơi. Xà lách, cố lên, cố lên em. Em không được buông tay, cố lên em. Ủa, đang giờ thực hành mà sao mình thấy có cái gì đó sai sai? Tất cả tại chị Ốc hết đó. Đôi tôi khỏe xử đi. Tụi con đau nhức xương khớp hết rồi, chịu hết nổi rồi đó. Ốc Thanh Vân hại hết bọn cả nhà ta bị đau nhức xương khớp đồng loạt. Giờ tính sao nè? Thôi mà, Ốc có lý do chính đáng mà. Tại vì Ốc ghét mấy cái tờ báo lá cải á, chuyên đăng sai sự thật. Thành ra Ốc mới... Sao chị Ốc giận cá chém thớt vậy chứ? Thì cứ kệ chị đi. Ủa mà sao đũa? Em làm gì mà em cũng ức hiếp chị luôn vậy? Vì chị làm em mệt bở hơi tai nè. Ủa sao đũa? Chị có làm gì đâu mà tự nhiên em mệt bở hơi tai. Liên quan gì chứ? Vì so đổ giúp chữa đau nhức xương khớp nên phải làm cực lực để chữa cho các bạn cãi đó Thanh Vân. Phải không Đốc Tôi Khỏe? So đổ mà có tác dụng chữa được xương khớp á hả? Sao Ốc thấy chưa tin đó nghe. Đừng có hai thầy trò rồi người tung người hứng lừa Ốc nghe. Chứ Ốc thấy hả, lá rồi hoa còn nguyên nè, có mất mát gì đâu. Vì bộ phận xoa đũa dùng làm thuốc để chữa đau nhức xương khớp, đó chính là phần rễ của cây xoa đũa. Rễ của cây xoa đũa? Ủa, vậy chứ mình phải làm sao với rễ của cây xoa đũa thì mới chữa được xương khớp vậy Đốc Tôi Khỏe? Nếu ai bị đau nhức xương khớp thì có thể dùng rễ tươi của cây xoa đũa xay nhuyễn thành bột, trộn với nước cho nó nhão rồi đắp bên ngoài chỗ đau nhức sẽ nhanh chóng có tác dụng. Hay vậy? Không ngờ là rễ của cây xoa đũa mà lại tốt như vậy luôn á. Đặc biệt, hai loại sắc tố agatin màu đỏ và xanto agatin màu vàng của giỏ em là những chất có tác dụng chống oxy hóa tế bào rất tốt nha. Ngoài ra, xoa đũa còn có công dụng. Với ai bị ho thì dùng từ 6 đến 18 gram rễ giả nát, cho thêm nước vô rồi gạn lấy nước uống. Wow, công nhận là bất ngờ. Hoa và lá của cây xoa đũa thì Ốc biết tác dụng rồi. Còn rễ thì bữa nay Ốc mới biết đó nha. Hơi bị bất ngờ luôn á. Nhiều công dụng mới có thể giúp chị giải quyết được hậu quả lớn như vậy chứ. Hết giờ rồi. Quý vị khán giả ơi, bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Cho nên là Ốc Thanh Vân và Dr. Khỏe xin chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Em còn muốn nói nữa mà. Xoa đũa à, lần sau thì em sẽ tiếp tục nói về công dụng của em nha. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.